Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thùy Dương. Hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Miền Bắc đón Tết Dương lịch với tiết trời rét, nắng đẹp, trong khi miền Trung và miền Nam có thể sẽ có mưa lớn. Lần đầu tiên điều trị thành công cho bệnh nhân bị bệnh nhuyễn xương, căn bệnh hiếm gặp khiến cho người mắc bị tụt chiều cao, liên tục bị gãy xương. Hà Nội sắp điều chuyển 20.000 lượt xe khách liên tỉnh cho phù hợp với luồng tuyến hơn. Việc này trước mắt sẽ gây bất tiện cho một số hành khách và các doanh nghiệp vận tải, nhưng về lâu dài sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông. Công chức Brazil xếp hàng nhận cứu trợ vì không có lương. Một năm sau khi gỡ bỏ chính sách một con, dân số Trung Quốc lại bùng nổ. Mặc dù tối nay miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, tuy nhiên theo dự báo của các chuyên gia, người dân ở khu vực miền Bắc sẽ đón Tết Dương lịch trong thời tiết trời khá lý tưởng. Trong khi đó thì tại khu vực miền Trung và Nam Bộ lại có mưa rải rác, không thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời của người dân. Tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên từ ngày hôm nay cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2017, Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng ấm vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất dao động từ 19 đến 22 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ có nơi nhiệt độ cao hơn, cộng với độ ẩm giảm thấp, tiết trời khá hanh khô. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại khá lớn, đặc biệt là vào đêm ngày 31 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất chỉ phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C. Đặc biệt, vùng núi cao như Sapa, Pha Đin, Mẫu Sơn nhiệt độ dưới 6 độ C. Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ vẫn tiếp tục duy trì đợt mưa trên diện rộng cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2017, với lượng mưa ước tính cả đợt là từ 100 đến 200mm, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng. Mưa nhiều cộng nhiệt độ giảm thấp gây khó khăn cho các hoạt động chào mừng Tết Dương lịch tại các khu vực này. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ đón Tết Dương lịch trong tiết trời nắng đẹp vào ban ngày. Tuy nhiên, một vài nơi ở phía Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ sẽ có mưa rào rải rác nhưng với lượng không lớn. Trong khi đó, ở trên biển, thời tiết diễn biến xấu những ngày vừa qua đã khiến cho nhiều ngư dân gặp nạn. Và rạng sáng ngày hôm nay, 6 ngư dân trên tàu của ông Trương Anh tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang đánh bắt thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa. Sóng lớn đã hất 3 thuyền viên rơi xuống biển mất tích. Hàng chục ngư dân địa phương đang huy động nhiều tàu cá, tổ đội tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Còn trước đó vào ngày 27 tháng 12, sóng to khiến cho thuyền trưởng của tàu cá BD95995TS đập đầu vào thành tàu. Nạn nhân bị thương nặng, gây mất máu nhiều và dẫn đến tử vong. Hiện các ngư dân đang đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng. Thưa quý vị, những năm vừa qua, y tế biển đảo luôn nhận được sự quan tâm và có sự hỗ trợ đặc biệt từ ngành quốc phòng và y tế. Nhờ sự quan tâm đó, sức khỏe của người dân được quan tâm chăm sóc để yên tâm lao động, bảo vệ biển đảo quê hương. Đặc biệt, mới đây, một cháu bé mới 15 tháng tuổi là con em của đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, đã được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật vì mắc bệnh tim bẩm sinh. 15 tháng tuổi. Nhìn dáng vẻ, không ai nghĩ cậu bé này lại mắc căn bệnh tim bẩm sinh. May mắn là bé có thể chất tốt, cũng hiếm khi đau ốm vặt. Và ngày 7 tháng 12 vừa qua, cũng là lần đầu tiên em được can thiệp y tế để tình trạng bệnh không diễn tiến nghiêm trọng hơn. Tôi âm 7 tháng có bầu thì biết em biết bị bệnh tim. Thì lúc đó cũng buồn lắm, mà cởi con mình thì mình sanh để mình có gì mình điều trị cho cháu cũng được. Bé nó cũng không có khóc, nó chỉ rên rên chút à. Là ngày mai lại nó cũng khỏe, nó cũng chơi. Nói chung là cháu nó từ hồi nhỏ đến giờ là chưa uống thuốc gì hết về mà bệnh tim. Cháu nó vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Ở ngoài để cũng để từng đi lên bác sĩ ở ngoài đảo Sông Tử Tây là thuốc không có thuốc gì về cho cháu, mẹ cũng không dám cho cháu uống tại vì cháu bị tim. Xác định sẽ phải chăm sóc con mang bệnh tật, nhưng hai vợ chồng chị Hiền cũng không nghĩ có thể điều trị bệnh cho bé sớm đến như vậy. Dù đây là một trường hợp tim bẩm sinh rất phức tạp với thông liên thất, liên nhĩ, hở van nhĩ thất nặng, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận sẽ có những biến chứng nếu em bé 15 tháng tuổi này không được phẫu thuật sớm. Nó có những cái khiếm khuyết trong cái sự phát triển của trái tim làm cho các cái vách tim nó không có được
chia ra một cách đầy đủ như những người bình thường. Đồng thời là cái van tim cũng bị hở nữa. Nếu trường hợp này mà mình không phẫu thuật thì cháu sẽ bị suy tim, tim càng ngày nó càng lớn ra. Máu nó bị ứ lại trên phổi nhiều làm cho bé bị sung huyết phổi và gây tăng áp lực động mạch phổi. Và thường những đứa trẻ mà không điều trị như vậy thì nó sẽ rất là chậm phát triển và nó sẽ không có sống lâu được. Vì lỗ hở van tim vẫn còn cần phải theo dõi kỹ càng nên bé sẽ phải tái khám sau 4 tháng nữa. Điều kiện đi lại rất vất vả, khó khăn, lại say sóng. Do đó nhiều khả năng mẹ và con trai sẽ ở lại Khánh Hòa để bố tiếp tục ra đảo Song Tử Tây làm việc. Sau gần 3 tiếng, ca phẫu thuật đặc biệt này đã mang đến cho bé Thế Phong một cuộc sống an toàn như mọi đứa trẻ khỏe mạnh khác. Một bệnh nhân may mắn được chẩn đoán và điều trị thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh với chứng bệnh nhuyễn xương, một căn bệnh mà trên thế giới mới có khoảng 300 người mắc phải. Đây cũng là ca bệnh nhuyễn xương đầu tiên ghi nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Khởi phát bệnh từ cuối năm 2012 với triệu chứng đau xương, gãy xương liên tiếp ở xương đùi, đốt sống ngực, thắt lưng. Bệnh nhân nữ này đã chạy chữa nhiều nơi, sang tận Singapore nhưng vẫn không hết bệnh. Thậm chí từ chiều cao 1m62, chị chỉ còn 1m55. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xác định đây là một ca u gây nhuyễn xương. Các xét nghiệm với bệnh nhân này đều phải chuyển sang Pháp thực hiện. Để điều trị, bệnh nhân đã được uống phốt pho dạng uống và vitamin D liều cao. Đến nay đã giảm hẳn tình trạng gãy xương và ổn định sức khỏe. Đây là hội chứng u gây nhuyễn xương đầu tiên được xác định và điều trị thành công trên cả nước. Không giống như hiến máu nhân đạo, việc hiến tặng nội tạng ở Việt Nam hiện đang gặp rất nhiều khó khăn khi nguồn hiến tặng rất hạn chế, tâm lý của người dân cũng e ngại với việc này. Sau đó hiện có tới hơn 16.000 bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi được ghép tạng. Nhiều người đã không thể chờ được cho đến ngày có mô tạng phù hợp và đã đầu hàng bệnh tật. Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực vận động không mệt mỏi, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia Bộ Y tế cho biết trong năm 2016 số người đăng ký hiến tạng đã tăng vọt. Trong số này có những người đăng ký hiến tạng ngay khi còn sống. Đây là tập đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể người sau chết hoặc chết não mà Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia nhận được trong những ngày cuối năm. Trong năm 2016, số người đăng ký hiến tạng sau khi chết hoặc chết não là 6.717 người, tăng 3 lần so với năm 2014. Đáng chú ý, có 41 trường hợp đăng ký hiến khi còn sống, 47 người đăng ký hiến xác. Năm ngoái một ngày nhá thì cũng khoảng độ nhiều thì khoảng 1 đến 2 đơn thôi. Còn năm nay thì có ngày phải đến chục đơn, tính cả những đơn mà đến đây đăng ký và những đơn gửi từ bưu điện gửi từ xa tới. Trong số những người đến đăng ký hiến tạng sau khi chết hoặc chết não có một người phụ nữ đặc biệt, đó là bà Cấn Thị Ngân ở Hoài Đức, Hà Nội. Vào tháng 7 vừa qua, con trai bà, 31 tuổi, không may bị ngã từ trên cao xuống và chết não. Tại bệnh viện 103, bà Ngân đã nén nỗi đau lại, hiến trái tim, hai quả thận, lá gan và hai giác mạc của con trai để cứu sống 6 người khác. Nếu mà chôn đi thì thối nát, và thiêu thì thành gió bụi. Thì em bảo tôi đi làm đạo để hiến để cứu những người mà giờ đang gánh tự bệnh hiểm nghèo cập bê với cái chết. Thì em bảo tôi đi sẽ nén đau thương để làm phục cứu người. Thì quan minh vượt qua một sự sống trên đời. Cái thứ hai là được tiếng thơm mãi mãi, được phục đức lâu dài. Theo các chuyên gia, nghĩa cử hiến mô tạng đã khá phổ biến trên các nước, nhưng ở Việt Nam còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, một tín hiệu vui đang cho thấy ngày càng có nhiều người hiểu được ý nghĩa nhân văn cao cả và thiết thực của hành động đẹp này. Ngành y tế luôn khuyến khích việc hiến tặng mô tạng sau khi chết não. Còn đối với những trường hợp hiến ngay khi còn sống thì chúng ta rất là hạn chế. Trong những cái trường hợp hiến tặng khi còn sống thì chúng ta phải đánh giá rất là chi tiết từng cái thông số.
Sau khi hiến tạng của con trai mình, bà Ngân cũng ký vào đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi bà qua đời hoặc chết não, để sự sống của hai mẹ con bà vẫn được tiếp tục trên cơ thể người khác. Hơn ai hết, bà hiểu được rằng đây là hành động thiết thực nhất để cứu người, và những gì cho đi là còn mãi. Năm 2016 sắp khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của ngành y tế. Nhiều sự kiện được cho là thành công lớn của y tế Việt Nam năm qua đã được người dân ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, năm 2016 cũng là năm xảy ra không ít những vụ việc khiến cho người dân còn bức xúc và chưa hài lòng. Mời quý vị cùng nhìn lại những sự kiện y tế đáng chú ý diễn ra trong năm vừa qua được VTC14 tổng hợp. Sau khi lây lan khắp nơi trên thế giới, virus Zika đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành phía Nam, khiến gần 100 trường hợp bị nhiễm. Đáng chú ý là việc ghi nhận một trường hợp trẻ 4 tháng tuổi mắc chứng đầu nhỏ, nghi liên quan đến virus Zika tại Đắk Lắk, càng khiến cho người dân, nhất là phụ nữ có thai, bất an lo lắng. Trong khi đó, dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, có tới 20 ca tử vong. Số ca mắc cũng tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Điều này cho thấy y tế dự phòng nước ta dù có nhiều nỗ lực song vẫn chưa đạt hiệu quả cao trong khoanh vùng dập dịch. Bên cạnh đó còn là sự chủ quan thờ ơ của nhiều người dân trong việc phòng dịch tại nơi mình sinh sống, khiến dịch bệnh có điều kiện lây lan. Năm 2016 cũng là năm xảy ra nhiều sự cố về y khoa. Đầu tiên là nữ sinh lớp 10 tại Đắk Lắk bị cắt nhầm chân. Sau đó, Bệnh viện Việt Đức, bệnh viện ngoại khoa hàng đầu cả nước cũng mổ nhầm chân cho bệnh nhân. Mới đây nhất là trường hợp hai bệnh nhân tử vong sau gây mê tại Bệnh viện Chí Đức Hà Nội. Những sự cố này cho thấy vẫn còn sự chủ quan trong quá trình khám chữa bệnh của các y bác sĩ, không tuân thủ quy trình điều trị, khiến cho người dân hoang mang và bức xúc. Trong năm 2016 đã có 2 lần tăng giá dịch vụ y tế. Chưa dừng lại ở đó, Bộ Y tế cho biết giá dịch vụ y tế sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng lên vào đầu năm 2017. Viện phí tăng nhưng vẫn còn rất băn khoăn khi chất lượng dịch vụ y tế khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện vẫn chưa được cải thiện. Tình trạng quá tải bệnh viện, người bệnh phải xếp hàng chờ đợi khám quá lâu, phải nằm chung giường với nhiều bệnh nhân khác vẫn còn tái diễn. Mục tiêu chuyển từ phục vụ sang cung cấp dịch vụ của các bệnh viện xem ra còn mất nhiều thời gian mới đạt được. Một trong những sự kiện tiêu biểu của năm 2016 là em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp mang thai hộ vào ngày 22 tháng 1 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đó là bé gái nặng 3,6 kg ở Ninh Bình. Sự kiện nhân văn này đánh dấu thành công cho kỹ thuật mang thai hộ ở Việt Nam. Cho tới nay, cả nước có gần 200 hồ sơ mang thai hộ được phê duyệt. Trong đó hơn 30 trường hợp đã sinh con, mở ra cơ hội mang lại hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Ngày 5 tháng 6, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội và Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia thực hiện thành công 2 ca ghép tạng xuyên Việt. Đây là ca ghép đặc biệt bởi ngoài quãng đường di chuyển gần 2.000 km, còn do bệnh nhân cho tạng đã chết não ngày thứ 5. Trong khi thế giới khuyến cáo thời gian lấy tạng tốt nhất là 13 tiếng kể từ thời điểm chết não, đây là một kỳ tích thể hiện trình độ của các y bác sĩ Việt Nam trong kỹ thuật ghép tạng. Ngoài ra, trong năm 2016, ngành y tế nước ta cũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận khác. Sản xuất thành công vaccine phối hợp với sởi rubella, lần đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật nội soi bằng robot cho người lớn. Rõ ràng, dù còn nhiều hạn chế trong thái độ phục vụ, còn không ít sai sót trong khám chữa bệnh, song khách quan mà nói, ngành y tế Việt Nam trong năm qua cũng đã có nhiều chuyển biến khi tình trạng quá tải bệnh viện giảm, tình trạng tiêu cực, vòi vĩnh bệnh nhân không còn ngang nhiên như trước. Hơn nữa, ngày càng nhiều công nghệ, phương pháp điều trị hiện đại được áp dụng, giúp chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người dân ngày một tốt hơn. Chiều nay 29 tháng 12, một nam thanh niên bị một đối tượng dùng dao khống chế trong nhiều giờ tại một địa điểm được cho là khu phòng trọ tại số 7, phố Nhà Thờ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, trưởng công an thành phố Nha Trang cũng đã xác nhận sự việc này.
Theo một video được đăng tải trên trang mạng xã hội, đối tượng mặc áo màu xanh liên tục chửi bới và giữ chặt khống chế một người khác. Dù đã được nhiều người xung quanh can ngăn, nhưng đối tượng vẫn gào thét và nhất quyết không chịu thả con tin. Vào một số thời điểm, người này còn dùng dao đâm vào bụng và chân khiến cho thanh niên này hoảng sợ kêu lên. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, trưởng công an thành phố Nha Trang, vụ việc xảy ra vào thời điểm từ 13 giờ đến 15 giờ chiều. Sau khoảng hơn một tiếng đôi co, lực lượng chức năng đã có mặt và bắt giữ đối tượng bảo vệ an toàn cho con tin. Hiện đối tượng đã được khống chế, đưa về cơ quan công an phường Vĩnh Hải để làm rõ hành vi. Rất may nạn nhân chỉ bị vết thương ở phần mềm, sau đó được nhập viện cấp cứu. Lý do được xác định là đối tượng đang trong cơn ngáo đá nên nói và hành động bất thường. Liên tiếp những vụ nhảy lầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 12 giờ trưa nay, một người đàn ông người Philippines đã bất ngờ nhảy từ tầng 16 của khu chung cư Sunview Apartment, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xuống đất và tử vong tại chỗ. Ngày hôm qua cũng có một vụ việc đau lòng tương tự khiến cho hai cha con tử vong. Vào thời gian trên, người dân khu chung cư Sunview Apartment tại đường Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hốt hoảng khi phát hiện ra người đàn ông rơi từ tầng cao xuống đất. Ngay sau đó, người dân đã truy hô và trình báo cơ quan chức năng để tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng. Theo người dân cho biết, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, quốc tịch Philippines, hiện đang sống ở tầng 16 của khu chung cư này. Trước đó, vào ngày hôm qua 28 tháng 12, một người đàn ông sống tại khu chung cư Bình Khánh, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, ôm người con trai 6 tháng tuổi của mình, nhảy từ tầng 14 xuống đất, người cha tử vong tại chỗ, còn em bé cũng tử vong trên đường, đưa đi đến bệnh viện. Từ đầu năm 2016 cho đến nay, trên cả nước có hơn 50 vụ việc xả thải độc hại ra các dòng sông ven biển, không khí khiến cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường vào sáng ngày hôm nay, 29 tháng 12. Đây là kết quả tiếp nhận các vụ việc xả thải gây ô nhiễm môi trường được người dân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phần lớn tập trung chính ở những ngành nghề sản xuất thép, nhiệt điện, xử lý chất thải có chứa hóa chất độc hại ra môi trường. Trong đó, nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng như sự cố Formosa, khai thác núi pháo tại Thái Nguyên, vụ thải chất thải rắn thạch cao chứa phốt pho cực độc ở Hải Phòng hay cá chết trên sông Bưởi tại tỉnh Thanh Hóa. Cũng năm 2016, Tổng cục Môi trường đã tổ chức 4 đoàn thanh tra kiểm tra đối với 825 cơ sở trên địa bàn của 32 tỉnh, thành phố trên cả nước, với số tiền xử phạt các cơ sở vi phạm với tổng số tiền dự kiến khoảng 132 tỷ đồng. Trước tình trạng ùn tắc ngày một nghiêm trọng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa cho biết đang đề xuất nghiên cứu triển khai đề án đi làm, đi học lệch ca, lệch giờ. Dự kiến sau Tết, thành phố này sẽ xem xét thực hiện đề án này. Theo đó, TP.HCM không chủ quan triển khai với nhóm đối tượng lớn vì sẽ gây ra khó khăn. Phải làm thận trọng, chừng mực và theo khu vực có thể quản lý được. Ví dụ, với đối tượng là sinh viên, do phải thức khuya ôn bài muộn nên có thể bố trí giờ học trễ hơn một chút so với các em học sinh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có 800 xe máy, 200 ô tô đăng ký mới và hơn 10 triệu lượt xe lưu thông trên đường. Hiện tại, trên địa bàn thành phố có đến 37 điểm kẹt xe, tăng 11 điểm so với năm 2015. Trước đó, vào năm 2011, Thành phố Hồ Chí Minh đã từng tính đến chuyện thực hiện lệch ca, lệch giờ để giảm kẹt xe. Cuối cùng đề án này không được Hội đồng Nhân dân thành phố thời điểm đó thông qua. Sáng nay 29 tháng 12, 20 chiếc xe buýt nhanh BRT của Hà Nội đồng loạt lăn bánh thử nghiệm tuyến Yên Nghĩa - Kim Mã. Những điều dư luận lo lắng trước đó về việc buýt nhanh có thể trở thành buýt thường trong điều kiện giao thông hiện tại của thủ đô đã trở thành hiện thực. Khi mặc dù có lực lượng thanh tra, cảnh sát giao thông điều tiết, nhưng các phương tiện khác vẫn lấn làn dành riêng và khiến cho xe buýt nhanh có lúc không thể nhúc nhích được. Trong giờ cao điểm buổi sáng, các phương tiện từ ô tô cho đến xe máy liên tục lấn sang làn ưu tiên của xe buýt nhanh, khiến nhiều lần xe buýt phải dừng lại để chờ cho các phương tiện khác đi qua. Mặc dù đã có lực lượng thanh tra và cảnh sát giao thông điều tiết, nhưng từ trong xe có thể thấy các xe máy liên tục lấn vào làn của xe buýt nhanh và thậm chí là còn lạng lách ngay trước đầu xe, khiến cho việc di chuyển đúng lộ trình của các xe buýt nhanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội, thì việc xe máy tạt đầu xe buýt là do có một số nút rẽ cho phương tiện chưa được rõ ràng. Còn về vấn đề chậm tuyến thì sáng nay, chiều từ Yên Nghĩa đi Kim Mã vẫn đảm bảo là 45 phút, tuy nhiên có tuyến vẫn bị chậm vài phút. Sau hôm nay, ngành giao thông Hà Nội sẽ có những điều chỉnh lại sao cho phù hợp.
Chỉ còn khoảng 4 ngày nữa, Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại toàn bộ luồng tuyến xe khách trên địa bàn theo định hướng Đông Tây Nam Bắc. Ví dụ nếu hành khách muốn bắt xe khách đi các tỉnh thành phía Nam như là Thanh Hóa, Nghệ An thì bắt buộc phải ra các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm chứ không còn xe ở các bến xe Mỹ Đình hay Gia Lâm nữa. Việc này là nhằm mục đích ngăn ngừa tình trạng xe khách chạy xuyên tâm, giảm ùn tắc. Đây được xem là cuộc đại phẫu gây xáo trộn khá lớn cho hoạt động vận tải hành khách, song lại cần thiết để lập lại trật tự giao thông ở Hà Nội. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Bến xe khách Mỹ Đình, một trong những bến có tổng số phương tiện hoạt động lớn nhất trên địa bàn Hà Nội và dự kiến có khoảng 500 xe bị điều chuyển về các bến như Nước Ngầm, Yên Nghĩa và Giáp Bát. Những tuyến bị điều chuyển nằm trong kế hoạch bao gồm Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Dù việc điều chuyển chưa diễn ra, nhưng những người làm nghề như anh Nguyễn Văn Dương có xe chạy tuyến Mỹ Đình đi Vinh không khỏi lo lắng. Xe chạy đây là hiện tại đang hoạt động bình thường, nhưng mà khi xuống Nước Ngầm thì lượng khách họ đi lại nhiều, không có thể họ chưa biết nên mua vé không biết nào thì tôi có thể chưa biết là ở Nước Ngầm sắp xếp như thế nào. Một số chủ doanh nghiệp cho biết hiện phương tiện đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình khá ổn định. Việc điều chuyển xe về bến xe Nước Ngầm hay Giáp Bát rõ ràng là sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Khách người ta đi từ Mỹ Đình ở đấy rất là xa xôi, mất thời gian của khách, hành khách lắm. Trước đây tôi chạy từ Mỹ Đình về Thái Bình chỉ 2 tiếng thôi. Nhưng mà từ đây đến Nước Ngầm cả lặng hơn tiếng thì thời gian nó khi gấp đôi. Thì khách người ta rất lo cái vấn đề đấy. Em không biết là giờ giấc nó như thế nào và tất cả các bến nó về đấy thì mọi người sẽ như thế nào, và từ khi sinh viên sẽ mất một thêm một cước phí nữa để về ra đến tận Nước Ngầm để về thì tự nhiên lại thêm mất một chi phí nữa rất là tốn kém. Chúng tôi đầu tư xe để cho bà con đi lại thuận tiện và xe cộ nó cũng nhiều tiền. Bây giờ mà chúng tôi chuyển đổi thì thực tế là không biết bao giờ mới lấy được cái vốn vay để trả ngân hàng nhà nước. Theo kế hoạch của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh luồng tuyến xe khách sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 2 tháng 1 năm 2017. Dù bước đầu sẽ gây ra bất tiện cho người dân và khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải, song Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định đây là điều cần thiết để góp phần kéo giảm ùn tắc. Mục đích điều chuyển là để xe khách của các tỉnh đến từ phía Bắc, Nam, Đông Tây sẽ đến đón trả khách tại các bến xe nằm ở cửa ngõ tương ứng của Hà Nội. Điều này hạn chế việc các tuyến xe khách đi vào nội đô, tránh sự hoạt động chồng chéo, trùng lặp giữa các tuyến xe trong bến với nhau, giảm lượng xe lưu thông trên đường. Cảnh sát Australia vào ngày hôm nay 29 tháng 12 cho biết họ vừa phá vỡ đường dây ma túy quy mô lớn với số ma túy thu giữ lên đến 1,1 tấn có giá chợ đen lên tới 258 triệu đô la Mỹ. Được biết số ma túy này có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Như vậy, cảnh sát Australia đã bóc trần đường dây ma túy lớn nhất lịch sử nước này sau cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm. Tổng cộng 15 nghi can đã bị bắt và truy tố. Nếu bị kết tội, họ có thể lãnh án chung thân. Trong số ma túy bị tịch thu, có 500 kg cocaine thu được từ một chiếc thuyền ở Brooklyn, phía Bắc Sydney vào ngày 25 tháng 12. Số còn lại bị tịch thu ở Tahiti. Cảnh sát tin rằng toàn bộ số ma túy này dành để bán ra tại Úc. Phía Australia cho biết, vào đầu tháng 12, cảnh sát và biên phòng nước này bắt đầu theo dõi một con tàu đi lại giữa các khu chợ cá nổi tiếng của Sydney và bờ biển New South Wales. Vào đêm Giáng sinh, họ phát hiện một thuyền nhỏ tách ra từ con tàu và sau đó đậu lại Brooklyn. Cảnh sát đã đột kích chiếc thuyền và bắt giữ 3 người đàn ông. Những ngày tiếp theo, họ bắt thêm 12 đối tượng khác. Một vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu ổ chuột ở thủ đô Manila của Philippines trong đêm ngày hôm qua 28 tháng 12 đã khiến cho một người thiệt mạng. Ngoài ra, vụ hỏa hoạn trong đêm đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho những người dân đang sinh sống ở đây. Đám cháy đã khiến cho hơn 1.000 gia đình rơi vào cảnh mất tài sản và nhà cửa. Ngọn lửa lớn đã lan nhanh sang các khu phố lân cận, khiến một phụ nữ lớn tuổi thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 500.000 peso, tương đương với 10.200 đô la Mỹ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Philippines cho biết do rỉ khí ga là nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn. Hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền và chuyển các gia đình gặp nạn đến trung tâm sơ tán.
hỏa hoạn thường xuyên xảy ra tại các khu ổ chuột ở nước này. Hầu hết các vụ cháy xảy ra là do chập điện, đấu nối điện bất hợp pháp. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào ngày hôm nay tiếp tục gây sốc với tuyên bố sẽ áp dụng hình phạt ném người ra khỏi trực thăng đối với những quan chức tham nhũng, giống như ông đã từng ném kẻ bắt cóc khi còn làm thị trưởng thành phố Davao. Theo hãng tin Reuters, cụ thể, hình phạt dành cho các quan chức tham nhũng của Tổng thống Duterte là đưa họ lên một chiếc trực thăng và thả xuống trên đường đến Manila. Tuyên bố trên được đưa ra trong bài phát biểu của ông Duterte ở tỉnh Camarines Sur nhân chuyến thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Nina. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Philippines cho rằng phát biểu của ông Duterte chỉ mang tính cường điệu. Trước đó, Tổng thống Philippines nói ông từng tuần tra tội phạm bằng xe máy trên phố và tận tay giết một số tên hồi còn làm thị trưởng của thành phố Davao. Chỉ còn hơn 2 ngày nữa là thế giới sẽ bước sang năm mới, năm 2017. Không khí lễ hội đang dần hiện hữu trên khắp các nẻo đường góc phố ở các quốc gia đón Tết theo công lịch. Nhưng tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, năm nay không khí đón Tết không còn náo nhiệt như những năm trước nữa, đặc biệt là đối với các công chức ăn lương nhà nước. Lý do là bởi vài tháng qua thì họ đã không nhận được đồng lương nào. Tình cảnh của họ lúc này vô cùng bi đát khi phải xếp hàng chờ phát thực phẩm cứu đói. Tại tầng thứ 13 của một tòa nhà ở Rio de Janeiro của Brazil, các nhân viên của ngân hàng thực phẩm do Liên đoàn Lao động bang thành lập đang phân phát các túi nhựa chứa thực phẩm cho các công chức. Tới nay, ngân hàng này đã thu thập được ít nhất 20 tấn thực phẩm và phát được 1.500 phần kể từ khi bắt đầu hoạt động trước thềm Giáng sinh. Kể từ khi chúng tôi nhìn ra những vấn đề trong việc trả lương cho công chức, chúng tôi quyết định thu gom thực phẩm, thuốc men và các đồ dùng sinh hoạt khác do các mạnh thường quân ủng hộ để tặng các công chức, mà đặc biệt là những người đã về hưu, những nạn nhân của tình trạng suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong cả thế kỷ qua. Theo ghi nhận của hãng tin AFP, bang Rio de Janeiro đã ngưng trả lương và lương hưu cho những người làm việc trong các cơ quan thuộc chính phủ, đẩy gần nửa triệu người và gia đình họ vào tình trạng phải sống nhờ vào lòng tốt của người dân. Bang Rio de Janeiro có hơn 220.000 công chức và 247.000 người đã về hưu, với tổng số lương và lương hưu mỗi tháng lên đến khoảng 610 triệu đô la Mỹ. Bộ Di trú Anh vào ngày hôm nay cho biết sau khi đột kích vào 300 tiệm làm móng tay móng chân hay còn gọi là nail ở nước này, họ đã bắt giữ gần 100 người. Điều đáng nói là phần đông những người bị bắt đều là người Việt Nam, với cáo buộc dựng lên các tiệm nail để làm lá chắn hợp pháp cho các hoạt động vi phạm pháp luật, bao gồm mại dâm và trồng cần sa. Bộ Nội vụ Anh cho biết, tổng cộng 97 người đã bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét kéo dài một tuần. Đa số người bị bắt giữ là người Việt Nam, số khác đến từ Mông Cổ, Ghana, Trung Quốc, Nigeria, Pakistan và Ấn Độ. Hơn 10 người trong số đó được cho là bị các nhóm buôn người đưa đến những cơ sở này. Được biết, cuộc truy quét là sự phối hợp của nhiều cơ quan bộ ngành của Anh nhằm loại trừ những lao động bất hợp pháp và chống nạn nô lệ hiện đại ở xứ sương mù. Chiến dịch này gửi một thông điệp mạnh mẽ đối với những nhà tuyển dụng bóc lột sức lao động và lạm dụng luật di trú của chúng ta. Nô lệ hiện đại là một tội ác man rợ, phá hoại đời sống nhiều người trong xã hội của chúng ta. Bộ Nội vụ Anh cho hay, những người được xác nhận là nạn nhân của buôn người và bị bóc lột lao động sẽ nhận được hỗ trợ. Tuy nhiên, những người không có giấy phép ở lại Anh sẽ bị trục xuất. Theo một báo cáo được công bố năm 2013 của Trung tâm Phòng chống nạn buôn người Anh, khoảng 90% nạn nhân bị bán sang Anh để trồng cần sa là công dân Việt Nam. Trước đó, nhiều người được hứa hẹn về công việc trong tiệm nail. Trong 5 năm kể từ năm 2009 đến năm 2013, hơn 90 tiệm nail ở Anh và xứ Wales do người Việt Nam làm chủ bị phạt tổng cộng 700.000 bảng Anh vì thuê người nhập cư trái phép làm việc. Hốt hoảng khi nhìn thấy nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng lực lượng lao động vì áp dụng chính sách một con trong nhiều năm. Một năm về trước, Trung Quốc đã quyết định xóa bỏ chính sách một con và cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ hai. Một năm sau quyết định này được thực hiện, tình hình dân số ở Trung Quốc ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây. Ngay sau khi chính sách một con được xóa bỏ cách đây một năm, chị Yang Xiaoyu và chồng đã nhanh chóng giúp cậu con trai 9 tuổi của mình có em. Nỗ lực của họ đã đơm hoa kết trái và cặp vợ chồng đã hạ sinh thêm một cậu con trai khác, một trong 9 triệu em bé được sinh thêm trong năm 2016 ở Trung Quốc. Đây là niềm vui lớn đối với nhiều gia đình ở quốc gia đông dân nhất thế giới.
Người Trung Quốc luôn nghĩ rằng càng đông con thì càng có phúc. Cả tôi và chồng đều là con một. Bởi thế chúng tôi luôn khát khao có anh chị em ruột. Một năm sau chính sách hai con của Trung Quốc được thực hiện, điều này đồng nghĩa với việc 90 triệu cặp vợ chồng ở nước này có quyền sinh thêm một đứa con. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, với tình hình kinh tế hiện nay của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước này sẽ khó lòng được chứng kiến một giai đoạn bùng nổ dân số hay giúp thay đổi cơ cấu dân số của nước này. Lý do là bởi kinh tế eo hẹp và xu thế ngại kết hôn, ngại sinh con đang ngày càng gia tăng trong giới trẻ ở Trung Quốc. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.